Tội nghiệp bạn quá chó ơi, bạn khóc à, tôi lau nước mắt cho bạn nha. Thôi bạn đừng có giả bộ mèo khóc chuột, chọc bọn này nữa, suốt ngày bạn cứ bày biện bừa bộn, rồi để bọn mình bị phạt, nhốt vô chuồng thế này cho vừa lòng bạn. Trời ơi, bạn nói vậy là oan cho tôi quá, lúc quậy phá bạn cũng tham gia mà. Ý bạn nói là lỗi do bọn này gây ra à, một ngày bạn tắm cả chục lần, ướt nhẹp cả nhà luôn, tụi mình phải lấy quần áo của Tiun ra lau nhà giùm bạn mà lại bị phạt, còn bạn được nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật là sao? Ơ mèn đét ơi, đúng là cuộc đời bất công nên cộng lông chả bao giờ thẳng. Tôi là rái cá, tôi phải tắm thường xuyên cho người ta biết, chứ không bị hiểu lầm là chuột cống họ đập đầu tôi sao? Mấy con chó! Ai ai, bạn tưởng làm chó sướng hả? Làm chó cũng bị người ta đập đầu chứ bộ, làm chó còn bị làm thịt cầy 7 món. Còn bạn hả? Làm rái cá bạn tưởng bạn ngon hả? Bạn làm rái cá người ta lột da của bạn, người ta làm đồ thời trang á. Trời ơi, lột da đau còn hơn con chó bị đập đầu luôn á các bạn. Tôi cũng đâu có muốn sống trong thế giới con người này làm gì. Mà ở ngoài thiên nhiên biển ô nhiễm, cá chết, người ta biểu tình khắp nơi. Tôi ăn uống bơi lội gì cũng không được. Con người tận diệt đường sống của tôi và các loài sinh vật sống dưới nước. Nên tôi về đây sống chung với mấy bạn, có cái sở thích duy nhất là tắm mà cũng không cho. Tôi buồn quá. Ôi giời đất ơi, nói mấy câu làm gì căng thẳng dữ vậy bạn. Tụi mình là anh em cùng chung cảnh ngộ, phải càng thương nhau. Thôi bỏ qua hết đi nha. Ráng giúp bọn này thoát khỏi cái lồng này đi, rồi anh em mình chơi với nhau tiếp. Nói như vậy nghe còn có lý, biết điều với tôi thì tôi biết điều lại. Tôi là rái cá mà, rất trọng tình nghĩa. Không phải nhờ Tương cứu tôi thoát khỏi bọn thợ săn độc ác thì tôi đã không ở lại đây để trả nợ làm gì. Được rồi, giờ tôi sẽ tìm chỗ mở cái lồng này ra cứu hai bạn nha. Mà trời đất ơi, sao cái chuồng này chắc chắn quá vậy ta? Hình như nãy giờ bạn không tìm cách mở chuồng cho bọn mình mà cứ giỡn trên đầu tụi mình hoài vậy. Thì tôi đang tìm cách mở chuồng cho các bạn đó. Xem thử coi cái đầu mấy bạn cứng chỗ nào, rồi lấy đầu phá chuồng thoát ra ngoài ha. Ơ trời đất ơi, cái con rái cá mất nết kia suốt ngày tìm cách hãm hại và chọc ghẹo tụi mình hoài vậy. Thôi bí luôn đi cho đẹp trời.